Đàn Thanh gửi lời chào tới toàn thể các bạn nhé. Trong clip ngày hôm nay, em Thanh tiếp tục test một đôi loa B3, một cái mã rất là đời, rất là cao, có thương hiệu của B3, mã là CE3K. Đây là một đôi loa của B3 bãi xịn, rất là đẹp. Và cái cải thiện lớn nhất của cái dòng này đó là lời hát của nó vượt mặt so với những cái thế hệ phiên bản đi trước như X12i hoặc là những đời Z hoặc là Z-Man-Z hoặc là những cái con C-File sẽ không thể hay, lời hát không thể hay bằng con này được. Con này tiếng hát nó rất là hay, hùng nó thùng cân các bạn nhá, rất là đẹp và mới. Để sau clip này thì em sẽ mở ruột con này ra và giới thiệu tới anh em. Sau đây em sẽ test một đoạn karaoke để gửi tới anh em. Cải thiện lớn nhất của cái dòng loa này đó là tiếng hát nó được cải thiện lên rất nhiều. Sáu tay, sáu tay, một hai. Thăm cây xanh thăm màu trên con đường này xưa. Bằng lòng anh thương màu áo trắng tan trường hoa áo cùng tan tình ba năm thắm đầm nhưng chưa một lời yêu chưa chắc có thương anh bao xanh cuối cùng này vui biết nhau ngày đang thương tình không không chờ mùa thi năm cuối xong em yêu trong xứ lạ để bằng lòng lòng nơi xa từ lâu yêu người ta mà sao không chịu nói để giờ tiếng mình ngẩn B3 có mã là CE3K này thì cái sự cải biến, cái sự gọi là đột biến trong cái tiếng hát của nó đã cơ bản đã gần như đã thay đổi cái nhận thức về cái dòng loa B3. Vốn dĩ tiếng hát của B3 khá là tối thì cái phiên bản này nó sử dụng một con chép rất là tốt của BNC, nó làm thay đổi chất âm về giải lời hát khá là nhiều, rất là sáng tiếng, nó không còn tối tiếng như những cái phiên bản khác của dòng B3, nó những cái đời khác đó. Thì cái đời này nó cũng có cái mức giá khá là hợp lý, 12.500.000 một đôi mã CE3K này đó, rất là đẹp các bác nhá. Và trong cái bộ này thì em Thanh có sử dụng một con đẩy là cỡ lăng hát đời cao của HD của Agasao có mã HD 600. Thì con đẩy này nó là sử dụng mạch cỡ lăng hát, nó cho cái giải âm nó đủ giải bát tép khá là đều. Và em có sử dụng một con vang cơ thôi, con này là con T8 có echo và gì vào đầy đủ, và cùng với đó là một bộ mic DB 450 25 mã trước mặt anh em đây. Thì cái bộ mic này tại sao lại em lại kết hợp với loa B3, vì cái mic này tiếng khá là sáng,
thì nó phải kết hợp những cái loa như B3 này thì nó sẽ phát huy tác dụng khá là nhiều này. Đấy, vì loa này cơ bản nó cũng không được sáng như những cái dòng loa trội sáng tiếng. Đấy thì là mình cũng nên dùng những cái dòng beta sáng để phụ trợ. Rồi, thì clip ngày hôm nay em Thanh sẽ tạm thời chỉ quay ngắn gọn thế này thôi. Mọi chi tiết anh em hãy liên hệ chủ động với em Thanh nhé. Và số là 037 630 7374 để em hỗ trợ tốt nhất. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác.